Ok các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái quả cơm nha các bạn. Thì những ai chưa biết thì mình sẽ giới thiệu cái quả cơm này, cái mục đích sử dụng để làm gì. Ở trong thiết kế thì các bạn sử dụng cái quả cơm này để vẽ này kia nữa các bạn. Còn mình làm photo thì cái mục đích mình sử dụng cái cơm này để chỉnh những cái tấm ảnh beauty, chẳng hạn như tấm ảnh này. Để đây cho các bạn coi. Từ từ để mình mở lên nè. Các bạn. Cái lợi thế của quả cơm nó hơn cái chuột là nó sẽ nhanh hơn các bạn, đúng điểm và có thể dễ focus hơn. Thì những cái tấm ảnh beauty mà mình làm thường là mình sử dụng quả cơm các bạn. Mục đích của cái quả cơm đó là để mình dùng các bạn thôi, để chỉnh những cái chi tiết da này, cái nhỏ li ti các bạn. Khi bạn sử dụng quả cơm đó, thì cái đầu viết của nó nhỏ, các bạn có thể focus dễ hơn bằng những cái da chẳng hạn như một như ở đây nè. Thì các bạn có thể khoanh dùng nó, các bạn kéo nó rất là nhanh chạy trên bảng của quả cơm á, hình dung không? Cái quả cơm này giống như cái màn hình của máy tính vậy, khi các bạn chọn điểm này, điểm đầu ở trên này kia ở trong cái màn hình máy tính như thế nào thì cái quả cơm nó sẽ hiển thị như thế cho các bạn, thì các bạn dễ focus được, các bạn dễ làm việc hơn nha. Những cái tấm ảnh mà beauty trước giờ mình chụp, cái mình chỉnh nó, mình đều sử dụng quả cơm. Cái này ở thị trường bây giờ nó không có mắc giống như hồi đó bạn, giờ tầm 800 một tủ các bạn có thể có một cái quả cơm để các bạn sử dụng rồi. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, không phải là cái quả cơm nữa bạn xài 1 2 ngày là có thể sử dụng được đâu, các bạn phải quen được cái thao tác của nó, giống như ngày trước các bạn học viết học vẽ sao thì bây giờ các bạn bắt đầu học lại từ đầu, các bạn phải kiên trì trong vòng 1 tuần đó, thì các bạn mới điêu luyện cái tay được. Đồng thời ở đó thì các bạn nên sử dụng để chỉnh những cái tấm ảnh beauty chẳng hạn như xóa một nè. Khi bạn đã quen tay mà bạn khoanh dùng, bạn kéo khoanh dùng, bạn kéo bạn xóa những cái nếp nhăn như thế này nè, các bạn có thể khoanh xét gần hơn. Lợi thế con chuột là gì? Các bạn con chuột rất là bự, các bạn cầm cọng cờ nó, bạn khó focus vô, tại cái điểm của con chuột đó, nó nằm trọng tâm đó. Bạn chắc trọng tâm nó chỉ có một cái đầu nhỏ vậy thôi, mà con chuột nó lại bự như thế này, các bạn focus rất là khó, nó sẽ mất đi cái lượng thời gian các bạn sử dụng nè. Bạn cầm bự đúng không, bạn tương tự để cầm chuột nè, đi qua đi lại thì mất thời gian. Còn khi bạn sử dụng ở cơm đó, là điểm chính của màn hình đó, nó sẽ nằm focus cho hết đây. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái người mới bắt đầu học về retouch hay là làm về Photoshop á, nên sử dụng cái Wacom đấy bạn. Cái Wacom mình đang xài là cái Wacom gì ta, quên tiêu, Instos Aeros. Cái này là mình mua cũ luôn mà không cần mua mới nha các bạn.